Kính chào quý thầy cô cùng toàn thể các bạn. Văn học là nơi ghi lại những dấu chân lịch sử, ghi lại những cảm xúc của con người. Khi tiếp cận văn học, chúng ta không chỉ tiếp cận ở mặt ngôn từ, mà các tác giả dường như đã cho con người đọc chiêm ngưỡng một buổi triển lãm đầy màu sắc. Từ những khung cảnh làng quê bình dị, đến những hình ảnh người phụ nữ tần tảo vì chồng vì con, hay những khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền đất nước, để tiếp nối tinh thần ấy cũng như tạo môi trường mới để phát triển. Các chất liệu văn học thì âm nhạc làm vui đầy màu mỡ để làm điều đó. Trong tình hình ấy, tác phẩm Chuyện người con gái năm xưa và Nhất Quốc Sơn Hà là hai tác phẩm chứa đựng đầy đủ những tinh thần ấy và được đưa vào âm nhạc nhằm mục đích tôn vinh nền văn học nói riêng, nền giáo dục nói chung và của nước Việt Nam ta. Nếu chẳng hoa hay nhau đua đợi,